Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Shop Bạc bên nhà mình. Hôm nay thì Shop quay cho mọi người xem một cái sản phẩm dây chuyền nam 3,5 cây. Cái điểm nhấn của cái dây này nó chính là cái khóa nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn một cái khóa thân tròn rất là đẹp luôn. Đây là một cái sản phẩm mình làm cho một em khách. Em khách quen nhé. Em ấy đặt là mình trước đây 2 năm trước đây là em có đặt hàng bên nhà mình rồi, và bây giờ em ấy muốn đặt tiếp một cái sản phẩm mà là một cái dây và một cái mặt là mặt hình rồng nhá. Thì mình có làm cho em khách này một cái khóa kiểu khóa thân tròn như thế này đấy, thì kết hợp với lại cái kiểu dây đốt như này nhá, thì nó rất là hợp luôn. Các bạn thực ra thì mọi người cũng đeo quen cái sản phẩm mà những cái móc đơn giản rồi, ví dụ như là móc khóa chữ S và khóa chữ M nhé, thì các bạn có thể là tham khảo thêm cái sản phẩm khóa như nhà mình làm đây. Đấy, thì đây là một cái sản phẩm mà khóa gọi là khóa thân tròn, nó cũng kiểu dạng như là các bạn có thể là hiểu như là cái sản phẩm khóa hộp mà mình thường làm cho cái dòng dây mắt nật nhé. Đấy, thì với cái dòng dây đốt và cái dòng dây thân tròn thì mình phải làm cái kiểu khóa mà nó có cái thân tròn như này. Đấy, thì để lắp vào dây nó sẽ cân đối và đẹp mọi người nhé. Đấy, thì như các bạn đang xem là mình đang quay cho mọi người xem cái dây này là 3,5 cây. Đấy, thì đây là cái dạng dây đốt nhé. Dây này thì nó có cái độ to tầm độ, cái này thì to tầm độ 8-9 ly nhé. Đấy, tức là cái bản ngang này. Đấy, thì nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn mình thích đeo cái dòng dây mà nó có cái trọng lượng vừa phải. Đấy, thì các bạn hãy tham khảo cái mẫu này, đặc biệt là những bạn thích một cái sản phẩm mà nó có cái kiểu khóa nó kiểu cách một chút nhé. Đấy, thì các bạn có thể là yêu cầu mình làm như thế này. Thực ra thì khi mà chế cái sản phẩm mà khóa như này là cho mọi người thì rất là ngại nhé mọi người nhé. Đấy, bởi vì là để ra được một cái sản phẩm khóa như này là thợ rất là kỳ công phải. Đấy, vì vậy mà các bạn thường thấy những cái sản phẩm hàng đặt nó cao hơn cái sản phẩm hàng chợ là như vậy. Thứ nhất là về cái chất lượng bạc, thứ hai nữa là người ta có thể là chế tạo cho các bạn những cái điểm nhấn cho cái sản phẩm của các bạn nhé. Ví dụ như đây là cái dây chuyền, cái điểm nhấn ở đây nó chính là cái khóa này. Đấy, thì các bạn đeo nó sẽ không đụng hàng và nhìn nó lạ hơn, đẹp hơn mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay là mình giới thiệu với các bạn cái dây hơn 3 cây này. Dây này thì mình cũng đã có video ở trên kênh rồi, nhưng mà mình không có lắp cái khóa tròn này nhé. Đấy, thì hôm nay là mình lắp cái khóa tròn kiểu dạng như là khóa hộp như này. Đấy, thì để cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Nếu như mọi người thích cái sản phẩm mà bạc đẹp đấy, mà lại thích cái kiểu khóa nó kiểu cách một chút, thì các bạn có thể là làm giống như bạn khách này. Đấy, thì mình thấy nó cũng rất là hài hòa, đẹp và cân đối. Đó, thì bạn nào mình có nhu cầu nhé về cái sản phẩm bạc đẹp mà các bạn muốn đặt hàng, thì các bạn có thể là liên hệ với mình. Mình có nhận ship toàn quốc. Đấy, và bên nhà mình thì các bạn yên tâm là mình cũng đã chia sẻ với mọi người nhiều rồi, tức là mình chuyên cái dòng sản phẩm hàng đặt bạc đẹp. Vì vậy mà mọi người thích cái mẫu nào thì các bạn cứ yên tâm đặt hàng nhé. Đấy, riêng bên nhà mình là mình sẽ bảo hành cho mọi người. Đó, bảo hành về chất lượng bạc luôn, cho nên là mọi người không phải sợ là hàng có đảm bảo hay không nhé. Đó, mình bán thì cũng quen rồi và cũng bán rất là nhiều rồi. Nếu như bạn khách nào mình làm bên nhà mình thì các bạn cũng sẽ biết được là mình bán hàng rất là uy tín và cực kỳ là chuẩn luôn. Đó, vì vậy mà các bạn hoàn toàn yên tâm là mọi người không có lo về vấn đề chất lượng cũng như là mẫu mã nhé. Bên nhà mình là mình bán nói thật và bán hàng thật. Đấy, vì vậy mà các bạn cứ yên tâm đặt hàng thôi. Đó, thì mình giới thiệu cho mọi người xong cái dây 3,5 cây này nhé, thì rất là hy vọng các bạn sẽ thích cái kiểu sản phẩm mà dây đốt có trọng lượng tầm 3-4 cây này. Đấy, thì bạn nào mình xem nhé, các bạn chưa đăng ký kênh thì mọi người nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé, để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo. Bên nhà mình còn rất là nhiều những cái mẫu mới nữa, tới đây là mình sẽ có để mình quay cho mọi người. Đấy, vì vậy mà các bạn hãy nhớ theo dõi kênh của mình nhé. Một lần nữa là mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người.